Tại vì sao có rất nhiều khách hàng nhắn tin nhưng lại chốt được rất ít đơn hàng? Đây là câu hỏi mà bản thân mình trước kia đã từng tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi này và bây giờ mình đã tìm kiếm được câu trả lời rồi thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Có 3 cách để chúng ta có thể tìm ra cái lý do tại vì sao mà chúng ta nhận được rất là nhiều tin nhắn từ khách hàng nhận được rất là nhiều cái sự gọi là quan tâm đến sản phẩm nhưng mà lại không ra đơn được cách thứ nhất đó là chúng ta phải nhìn nhận lại xem cái sản phẩm của chúng ta có gặp vấn đề gì không thì làm sao để nhìn nhận được xem cái sản phẩm có gặp vấn đề gì không thì các bạn phải xem lại cái feedback của những khách hàng trước xem là họ đã gặp phải những cái vấn đề gì khi sử dụng sản phẩm và từ đó chúng ta sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm cũng như là có thể biết được cái hướng để khắc phục cái sản phẩm đó khắc phục làm sao để cho nó không xảy ra lỗi nữa và không có đem đến những cái gọi là không cái sự không tiện lợi cái sự không hài lòng đối với khách hàng à, khi mà khách hàng mua hàng của chúng ta đó là về vấn đề về sản phẩm ha và ừ. cách thứ hai là các bạn phải xem lại xem là cái marketing của chúng ta có thật sự đã tốt chưa đã hiệu quả chưa vì á bán hàng nó là một chuyện nhưng mà chúng ta không phải cứ hở ra đăng sản phẩm lên hay là trưng ngoài sản phẩm ra và ngồi đó chờ ngồi đó ngóng là sẽ có người mua. Chúng ta phải sử dụng rất là nhiều cái hình thức marketing khác nhau và trong quá trình marketing á không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ đi theo một cái hướng đúng đắn mà chúng ta phải chọn lọc, phải lựa nó rồi phải sàng lọc, tốt chung là làm rất là nhiều công đoạn, rất là nhiều cái quá trình để có thể đưa ra một cái sản phẩm của marketing một cái thí dụ như là video hay là hình ảnh hay là bất kể một cái bài viết gì đó nó thuộc là sản phẩm của marketing thì nó mới nó mới có thể tiếp cận gần nhất đối với cái khách hàng và khi mà tiếp cận như vậy thì không biết là nó đã có xảy ra sơ xuất gì hay không hay là mình marketing có thật sự đúng chưa đủ chưa hay chưa mà khách hàng họ họ không đủ cái sự tin tưởng không đủ cái sự cuốn hút để có thể mà mua hàng họ chỉ hỏi thôi chứ họ không mua đúng không và khi mà các bạn nhìn nhận kỹ, xem xét kỹ lại xem trong quá trình marketing của mình nó có xảy ra sơ suất gì, có sai ở chỗ nào, nó chưa hay, nó chưa tốt ở chỗ nào, thì các bạn sẽ có hướng khắc phục và khi khắc phục được rồi thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn, hay hơn và có thể là nó tiếp cận với khách hàng một cách tốt nhất. Rồi sau đó bạn sẽ nhận được những đơn hàng. Và cái cách thứ ba, và cái cách đó, thứ ba đó là các bạn phải xem lại cái cách tư vấn. Cái cách tư vấn của bạn hoặc là nếu như bạn là người chủ của doanh nghiệp thì bạn phải xem lại cách tư vấn của bộ phận sale là xem là bộ phận sale đã làm tốt chưa làm như thế nào có đủ để hài lòng khách hàng hay không và xử lý những cái vấn đề của khách hàng có à, khiến cho họ vui hay chưa tốt thật sự là hài lòng chưa thì à, lúc đó bạn mới có thể tìm ra được cái câu hỏi là tại sao mà khách hàng nhắn tin tìm đến sản phẩm nhưng lại không chốt đơn không mua. Tại vì có rất là nhiều cái lý do xảy ra đó đến từ ba cái cách mà mình vừa nêu trên, nó đến từ ba cái mục lớn đó đó là có thể là từ cái việc mà sản phẩm không đạt chất lượng. Cái thứ hai đó là marketing chưa đủ tốt, cái thứ ba là sale làm không đúng cái trách nhiệm của mình, sale làm chưa tốt cái bộ phận của mình thì có thể là từ ba cái lý do đó mà khách hàng họ họ không có mua hàng của bạn các bạn phải nên hệ thống và xem xét lại kỹ khi mà các bạn xem xét và biết được nó lũng chỗ nào nó sai chỗ nào thì bắt đầu là mình sửa đổi mình bù đắp mình chỉnh lại cái phần nó liền ngay cái vị trí đó liền thì và chắc chắn một điều là khi bạn hoàn thành đủ cả ba cái bước này và hoàn thành tốt nó thì chắc chắn là khách hàng sẽ mua hàng của mình thôi nha nên là các bạn phải chú ý đừng có ngồi đó than vãn hay là cứ mãi là suy nghĩ tại sao tại sao trong khi mà nghĩ bạn nghĩ là bản thân mình đã làm tốt vấn đề là nằm ở khách hàng tại họ thích nhắn tin nhưng mà họ không thích mua là bạn đã sai rồi không có cái nào là không có nguyên nhân của nó cả đúng không người ta nói là có lửa mới có khói thì nên là các bạn phải tìm hiểu cái nguyên nhân cặn kẽ một chút uh, chính xác một chút để biết được nó sai chỗ nào mà mình sửa chỗ đó nếu mà mình đã sửa rồi á thì mà nó vẫn không mình đã sửa mình đã làm thật sự tốt rồi và không phải bản thân mình đánh giá nó tốt mà rất là nhiều người đánh giá nó tốt mà khách hàng họ vẫn chỉ là hỏi không mua thì cái thật sự là cái người thế này nó có vấn đề nhưng mà ở trường hợp đó mình nghĩ không có xảy ra đâu trừ khi là một là đối thủ cạnh tranh họ không muốn phá bạn hay là những khách hàng là những đối tượng là những bạn nhỏ còn ranh mau xíu còn thích tiêu đồ xíu nhưng mà những trường hợp đã ít lắm vô cùng ít luôn cực kỳ hiếm xảy ra luôn chứ không có nhiều không có nhiều đâu nên là các bạn tìm hiểu đi rồi bắt đầu mình sẽ thay đổi thay đổi cái tư duy thay đổi cách nhìn cũng như là à, hoàn thiện hơn từng cái bước một để các bạn có thể tiếp cận đến khách hàng một cách à, tốt nhất hỗ trợ họ một cách tối đa nhất và lấy được từ những và lấy được từ họ những cái đơn hàng chúc các bạn thành công nha nếu mà các bạn thấy những cái điều mình chia sẻ hay bổ ích thì các bạn có thể áp dụng thử và khi áp dụng xong rồi á mà nếu mà đạt hiệu quả tốt á Thì hãy quay lại comment cho mình biết nha Để mình có thể chia vui cùng các bạn Và mình cũng cảm thấy là vui khi là hỗ trợ cho bạn được điều gì đó Còn nếu mà bạn nào á, có cái cách nào hay hơn à, Bổ ích hơn Hoặc là um, hiểu được Thí dụ như bạn không có cái cách Nhưng mà bạn đang là khách hàng Và cái tâm lý của bạn là khách hàng Bạn cũng nhắn tin nhưng mà bạn chưa muốn mua Và vấn đề nó xảy ra từ đâu á mà bạn là người khách hàng mà hiểu rõ điều đó thì bạn cũng có thể comment cho mình biết nha để làm gì để mình có thể thu nhập nhiều hơn để để mình có thu hoạch thu hoạch nhiều hơn những cái ý kiến những cái đóng góp của các bạn để mình có thể tìm ra những cái phương án để giải quyết vấn đề và sau đó mình lại làm video làm video để chia sẻ cho những bạn mà kinh doanh giống mình đang ở vị trí giống mình được hiểu hơn về cái tâm lý khách hàng và các bạn có thể làm tốt hơn rồi để làm gì để khi mà những cái bạn khách hàng đó đó tiếp tục đi mua hàng thì lại gặp những cái nhà bán hàng đủ tâm lý, đủ hay, đủ tốt để có thể phục vụ mình và lúc đó là tất cả mọi người đều rất là vui đúng không? Nếu mà các bạn thấy video mình hay thì hãy nhấn like đăng ký kênh và chia sẻ video để nhiều người được biết đến nhiều hơn nữa nha và nhớ là hãy đón xem những video sau. Cảm ơn